Ngay sau khi nhận được thông tin có 6 trường hợp trở về từ thành phố Hồ Chí Minh đã cách ly tại nhà nơi cư trú có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Thanh Thủy đã triển khai ngay các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch, cụ thể như sau. Chuyển toàn bộ 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 về bệnh viện giã chiến số 1 của tỉnh tại xã Trương Vương, thành phố Việt Trì để thực hiện theo dõi điều trị ra soát truy vết phát hiện 5 F1 cùng đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương với 6 F0 nêu trên, trong đó 3 F1 là các ca bệnh COVID-19 đã điều trị khỏi, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. 2 F1 có nguy cơ cao, 1 F1 đã tiêm một mũi vắc xin phòng COVID-19, 1 F1 là trẻ em chưa tiêm phòng vắc xin, chuyển về cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung số 1 của tỉnh, ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh cũ không phát hiện F2, F3 liên quan. Thực hiện phun khử khuẩn toàn bộ gia đình có người mắc COVID-19 và các khu vực có nguy cơ cao. Nhận định đây là chùm ca bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh qua một đoàn công dân xã Hoàng Xá, gồm 11 người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương từ ngày 23 tháng 8. Ngay từ thời điểm trở về tỉnh, đoàn công dân đã chủ động khai báo y tế và được áp dụng ngay các biện pháp phòng chống dịch tại chốt kiểm soát dịch số 16 xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Sau đó tiếp tục về cách ly tại nhà, nơi cư trú riêng biệt. Do thực hiện nghiêm các quy định cách ly y tế nên các trường hợp này không có nguy cơ lây lan và phát tán dịch ra cộng đồng. Về các đáp ứng tiếp theo là xử trí, truy vết và giám sát các trường hợp F0, F1 theo quy định, nâng mức cảnh giác đối với dịch COVID-19 cụ thể như sau. Tổ chức cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện Tân Sơn đối với hai lái xe đón đoàn từ Ninh Bình về Phú Thọ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định, thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi cư trú và lấy mẫu xét nghiệm với 10 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 16 khi tiếp xúc với đoàn 11 người trong ngày 23 tháng 8 năm 2021 tổ chức cách ly y tế tại nhà nơi cư trú với một số hộ gia đình và nhân khẩu của các gia đình giáp danh với nhà đang thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo phương thức gộp mẫu, ra soát hệ thống camera theo dõi, giám sát để phát hiện các trường hợp có tiếp xúc gần với các ca bệnh.